Thưa sư, cho con hỏi cách báo hiếu cha mẹ già yếu khi bản thân con phải đi lập nghiệp xa. Nếu như con có tiền, con đưa bố mẹ vào những viện dưỡng lão có dịch vụ chăm sóc tốt, có điều kiện, có điều dưỡng viên chuyên nghiệp để chăm sóc bố mẹ thì liệu có tốt hơn không? Con vẫn gọi điện cho bố mẹ mỗi ngày, một năm thì con về quê một lần ạ. Con mong sư giải đáp. Thưa với quý vị, cái việc đầu tiên là mình nên hỏi ý kiến của cha mẹ. Tại vì cái tâm lý người Việt của mình vẫn chưa rất là khó chấp nhận cái chuyện là mình vào viện dưỡng lão. Mặc dù ở nhà thì không có người chăm sóc, nhưng mà ở nhà đó, đặc biệt là ở quê thì còn có bà con chòm xóm. Xin thưa với quý vị, đối với người già thì cái chuyện ở một cái môi trường quen thuộc nó vẫn tốt hơn là ở một cái môi trường lạ. Quý vị nghĩ làm sao mà ở nhà, ở quê thì mình quanh đi quẩn lại thì có cô sáu, chú ba mỗi ngày ra vô tám chuyện. Mặc dù cũng lũ thủ một mình vậy đó, nhưng mà cũng quen thuộc cái tình làng nghĩa xóm. Người Việt mình thì không có thói quen đi đến một nơi xa lạ rồi sống chung với những cái ông già bà lão xa lạ, chưa có thói quen đó. Thành ra là mình tốt nhất là mình hỏi. Mà suy nghĩ là nó giống như ở Nhật ấy, nó có cái dịch vụ là chăm sóc cho người già. Quý vị có thể, nếu mà mình có điều kiện thì mình liên hệ, hoặc là mình nhờ, ví dụ như là nhờ con cô sáu, cháu chú ba, nhờ cái đứa hàng xóm vậy đó, mỗi ngày thì qua ngó chừng ông bà già, thì tháng gửi bao nhiêu tiền đó, thì dù sao á, gọi là cái người quen á, thì cũng dễ hơn là mình thuê người lạ. Thì quý vị cứ thử xem như thế nào. Cái chuyện là mình đi làm ăn xa thì đây là cái chuyện mình không tránh khỏi. Cho nên là mình phải làm sao đó cho nó tốt nhất. Ở trong kinh Tạng thì cái trách nhiệm của người con là mình cần phải phụng dưỡng cha mẹ về mặt vật chất và về mặt tinh thần. Về mặt vật chất thì nãy giờ sư nói rồi, lo cho cha mẹ ở cái điều kiện tốt nhất. Mà nhớ giùm, mình lo đó là trong cái trường hợp là người nhà của mình muốn như vậy, tức là ông bà già mình muốn như vậy, chứ không phải là mình muốn như vậy. Có những cái mình nghĩ là tốt, nhưng mà ba mẹ mình chưa chắc đã coi đó là tốt đâu. Nên tôn trọng ý kiến của cha mẹ mình. Và cái thứ hai là chăm sóc về mặt tinh thần. Thì thời nay là thời đại Internet. Quý vị có thể một tuần hoặc là mỗi ngày mình dành một cái thời gian cố định, mình gọi điện để chào hỏi cũng không vấn đề gì. Sư thắc mắc là tại sao mà mình á, khi còn nhỏ thì mình hay nói chuyện với cha mẹ, hoặc là lớn rồi mình lấy vợ thì lâu lâu thì cũng hay trò chuyện với vợ, nhưng mà cha mẹ thì mình ít dành thời gian. Sư biết nhiều khi cha mẹ cứ tìm cái cơ hội, mình gọi dùng cái từ quấy rầy thì nó hơi kỳ, nhưng mà tìm cơ hội lúc nào cũng tìm cơ hội nói chuyện với mình. Là bởi vì cha mẹ cũng lúc nào cũng có khuynh hướng gần gũi con. Thì mình có thể mình dành một cái khoảng thời gian nào đó trong ngày, ví dụ như đi làm về, tắm rửa ăn uống xong rồi, mình gọi một cuộc điện thoại đến cho cha mẹ. Thì đó là mình chăm lo về mặt tinh thần đối với cha mẹ. Còn cái chuyện thỉnh thoảng về quê thì nó cũng là điều tốt. Và nhớ, cái này mới là đạo nè. Nãy giờ thì nó nửa đạo nửa đời, bây giờ là đạo nè. Thỉnh thoảng á, gửi vài đồng về cho cha mẹ, nói là ví dụ như cha mẹ thay con đi vô chùa làm phước giùm con, hoặc là ở chùa đó có gần chỗ nào thì hôm nay ngày rằm 30 á, ba mẹ vô bỏ thùng phước xương giùm con đó, thì mình tạo điều kiện cho cha mẹ đến chùa làm phước, rồi đến chùa nghe pháp, và nếu được thì mình tạo điều kiện cho cha mẹ đến chùa để mà thọ trì tam quy ngũ giới.
Thì đó là cái cách mà mình phụng dưỡng cha mẹ. Còn ngoài ra thì quý vị có thể nói là hôm nay con nghe ông sư này hoặc là ông thầy kia, vị thầy kia thuyết cái bài này hay nè, mẹ nghe hoặc là ba rảnh ba nghe. Nếu như mà mẹ thì thường sẽ có cái khuynh hướng đức tin nhiều hơn thì sẽ dễ nghe hơn. Đó, quý vị cứ gửi rồi cho cha mẹ mình nghe, rồi thay đổi dần cái chi kiến. Thì đó là cái cách mà mình ở xa mình có thể phụng dưỡng cho cha mẹ. Và không biết là Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Sư cũng hoàn toàn đồng ý với câu trả lời của Đức Hạnh Tuệ. Đức Hạnh Tuệ trả lời theo sư rất là đầy đủ rồi. Nên ở đây sư chỉ thêm một số điểm nhỏ thôi. Tại vì Đức Hạnh Tuệ trả lời rất là đầy đủ, vì chỉ cần lắng tâm, nghe một cách chậm rãi và có cái sự tư duy, thì mình sẽ hiểu rõ được cái lời Đức Hạnh Tuệ. Thì cũng như Đức Hạnh Tuệ cũng đã nói đó, là quan trọng nhất á, là ở đây mình có cái câu hỏi này nè của cái vị này hỏi về cách báo hiếu cha mẹ, thì sư cũng tán thán nha, tán thán một cái người con mà có cái hạnh hiếu, có cái sự quan tâm về cha mẹ như vậy, về cái đạo hiếu. Về đạo hiếu ở đây á, là nói về mặt thế gian, là mặt đời lẫn mặt đạo luôn đó. Rất là tái sửa tán thán cái vị này khi mà có sự quan tâm và đặt câu hỏi như vậy. Thì cũng đồng sư cũng đồng ý với Đức Hạnh Tuệ là quan trọng nhất đó quý vị, mình phải hỏi rõ cha mẹ mình và mình cho cha mẹ mình sự lựa chọn, mình cho cha mẹ mình sự lựa chọn. Ví dụ là đó, như vậy Đức Hạnh Tuệ nói là mình đưa ra cái lựa chọn đầu tiên là mình phải nói với cái mình nói với cái tâm có cái yếu tố tâm từ và cái sự bi mẫn trọng, thưa quý vị, rồi có cái sự cung kính phục vụ của cha mẹ trọng, chứ không phải mình nói mà trong cái lời nói mình nói một cách hời hợt, mình nói à con thật sự con rất quý cha mẹ, rất thương cha mẹ, không? Con muốn dành gì tốt nhất cho nên giờ con đó con thấy là đó như vậy, có điều dưỡng như vậy đó, đó là một cái lựa chọn, một giống như một cấp sành một vậy đó. Và cái thứ hai là sư cũng đồng ý Đức Hạnh Tuệ nói là à, bây giờ con cũng có điều kiện, bây giờ con cũng có thể thuê một người không, để chăm lo cho mẹ, như vậy con mới an tâm. Cũng là một lời nói nhưng mà mình nói mới quan trọng, chứ không phải mình đưa ra lời đề nghị với cha mẹ, vì phải hiểu rõ nha. Đó. Nhưng mà khi mình nói mình đưa ra cái đề xuất để cho cha mẹ chọn, mình phải nói với cái một cái thiện tâm, với một cái cung kính phục vụ và cái tâm từ, cái tâm bi mẫn đối với cha mẹ, đó là yếu tố quan trọng. Rồi mình quan trọng nhất là khi cha mẹ mình có cái hướng đó, chọn lựa là như thế nào, mình phải chọn ông bà, cho ông bà chọn chứ mình đừng có chọn nha. Thì khi mình chọn mình cái mình chọn là chưa chắc là cái ông bà là lại thích nữa, điều đó rất quan trọng. Cái phần thứ hai á mà Đức Hạnh Tuệ có nhấn mạnh quý vị á, đó là cái khía cạnh mà cái chữ cái phục, cái nghĩa là cái bổn phận á, hiếu hiếu á, ở trong Tam Tạng Pali mà Phật dạy đó, là Phật theo là Phật dạy đó. Thì Đức Hạnh Tuệ cũng giảng rõ rồi. Ở đây thì sư có nói điểm 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 này, quý vị phải hiểu rõ thế nào là bố thí theo đúng tinh thần mà xin lỗi, thế nào là cái sự báo hiếu sự đúng tinh thần mà là Phật dạy. Cái điều này rất quan trọng, quan trọng bởi vì sao? Bởi vì á mình mà báo hiếu, mình làm đúng á tinh thần là Phật dạy á, thì mình sẽ báo hiếu á, ngay cho cha mẹ mình á, trọn vẹn ngay trong kiếp này, mình giúp ông bà ngay trong kiếp này, hỗ trợ ngay trong kiếp này và ngay trong trên đường sinh tử luân hồi nữa, thưa quý vị. May này á, trong khi được sinh tử có thể là cha mẹ mình có thể là cha mẹ mình nữa, hoặc là có thể làm ở một cái vai trò khác, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình trợ duyên, không, mình giúp đỡ, mình phụng dưỡng cha mẹ mình nè, thì sẽ là giống như người bạn đồng hành đó, người bạn đồng hành, người bạn đạt bạn đồng phẩm hạnh của mình trên đường thoát sinh tử luân hồi.
nên ý nghĩa mà Đức Hạnh Tuệ nó về cái khía cạnh mà đạo nó sâu xa như vậy đó, mình phải hiểu chứ không phải đơn giản là mình nói mình con theo đạo Phật, theo lời Phật dạy thì con làm tròn bổn phận của trong kiếp này để con theo đúng lời Phật dạy, cái đó vẫn chưa đủ, mình phải hiểu sâu xa hơn ý nghĩa như vậy. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi đây. Sư nhắc quý vị á, tại sao mà sư nói là mỗi ngày á, mình nên dành cái thời gian để mình tâm sự với cha mẹ? Bởi vì như vậy nè, cái chuyện mà chăm sóc người già, nó là một cái vấn đề rất là khó, không phải dễ đâu. Tại vì đôi khi á, người già họ sẽ có những cái tánh nết cũng khá khó chịu á. Cho nên là nếu như mà quý vị chăm sóc thường, gần gũi, gọi điện thường, thì nếu lỡ mà cái người mình thuê mà họ cư xử không có tốt với cha mẹ mình thì mình biết biết liền, có cái gọi là mình có cái dấu hiệu để mà mình báo động cho mình biết. Chứ còn mà quý vị cứ cái kiểu mà quăng tiền một cục đó rồi mình mặc kệ người ta thì coi chừng nha. Bây giờ ở ngoài đời cũng nhiều vụ thuê điều dưỡng về nó hành hạ cha mẹ mình, làm ông cô nội trong nhà. Cho nên là mình nên dành thời gian, dành thời gian để mà lo lắng, tâm sự với cha mẹ. Và sư qua cái câu hỏi tiếp theo.